cho các bạn. Thì mình tên là Huỳnh Tuyết Như. Mình đăng ký cái dịch vụ du học trong đại dương để đi du học Canada. Thì đối với mình thì Canada không phải là một cái nước dễ đi, nhưng mà họ mình đã nộp tới 2 lần rồi, thì tới lần thứ 2 mình đậu. Lần thứ nhất tại vì mình không có đủ tài chính, nhưng mà nhờ chị Huỳnh hướng dẫn rất là tận tình, và họ mình đã đậu được lần thứ 2. Và khi mà mình nhận được, mình rất là vui và mình cảm thấy họ đến nỗi mà không có từ nào để diễn tả được nữa. Nên họ mình muốn gửi đến các bạn là khi mà các bạn đã góp lần đầu rồi thì cứ mạnh dạn làm hồ sơ lần thứ 2. Tại vì đối với mình lúc đầu mình góp mình cũng nghĩ là chắc tài chính gia đình của mình như vậy rồi, mình không có thể nào mà đi được nữa, cũng không có thay đổi được gì hết. Nhưng mà mình cũng không có ngờ là lần thứ 2 có nhanh hơn. Mình mới nộp chưa có khoảng 1 tuần hơn là đã có kết quả rồi. Quá trình làm hồ sơ của em thì thật chất lúc đầu thì em phải làm về chứng minh thu nhập của ba mẹ của em. Thứ nhất, thứ hai là họ những cái giấy công nợ và những cái doanh nghiệp mà đã nợ ba mẹ của em. Em muốn đi du học lâu lắm rồi, nhưng mà giờ mới có cơ hội, là tại vì hồi trước là em mình cũng đã từng góp du học Mỹ một lần á. Thì tại vì lúc đó mình còn nhỏ quá. Bây giờ mình lớn hơn một chút xíu, mình có những cách suy nghĩ khác á, thì mình lại cảm thấy thích hợp đi du học Canada nhiều hơn. Bởi vì Canada nó là một cái đất nước mà rất là tốt về cái nền giáo dục và họ y tế nữa. Nên mình muốn qua bên Canada để học tập. Và với lại cái một phần nữa là cái chi phí của Canada nó cũng tương đối thấp hơn là với Mỹ nữa. Nên mình quyết định đi học Canada. Đầu tiên thì mình sẽ học cái chương trình tiếng Anh IELTS. Rồi sau đó thì mình sẽ học chuyên ngành. Mình sẽ học 1 năm chương trình tiếng Anh trước. Rồi cái năm thứ 2 mình sẽ vô chuyên ngành marketing. Mình apply vô cái trường Fansale College ở bên Canada. Thì theo như mình tìm hiểu thì đó là cũng là một trong những cái trường mà tốt, mà có cái cơ sở vật chất, có cái nền giáo dục dễ tốt trong cái bang nhất trong cái bang London á của Canada. Nên mình quyết định chọn cái trường, tại vì mình nghĩ là đại học hay cao đẳng nó không có quan trọng, quan trọng là do cái ý chí, do cái cách học của mình ở bên bển như thế nào thôi. Chứ còn đại học với cao đẳng thì nó trường mình nghĩ ở bên bển cũng vậy, cũng không có gì khác biệt nhau hết á. Nên các bạn cứ yên tâm, mình muốn nói với các bạn là các bạn khi mà các bạn đã góp một lần rồi hoặc là các bạn đã thất bại một lần thì không hẳn là các bạn sẽ không còn cơ hội nào hết. Thì các bạn hãy mạnh mẽ và đừng có nản chí, hãy tự tin và cho mình một cơ hội thêm một lần nữa, thì mình chắc chắn các bạn sẽ thành công.